Dạ vâng, chào anh chị và các bạn nhé. Thì ngày hôm nay em Trung lại tiếp tục lên sóng cho cô chú anh chị một mẫu xe Toyota Fortuner nồi đồng gối đá 2016 form mới, mẫu mới cô chú anh chị nhé. Thì em này nó là máy dầu dành cho anh chị mà về kinh doanh dịch vụ, thật sự là chưa bao giờ hết hot cô chú anh chị. Nhưng được cái ngày hôm nay là cái gì cô chú anh chị, giá rẻ tụt quần cho cô chú anh chị. Thì cái xe này ngay tại nhà dân đó cô chú anh chị nha. Thì em Trung đang đi tháo cái biển số và tiếp tục rút hồ sơ luôn đó cô chị nhé. Nếu mà chẳng hạn như anh chị về mà cần là ta có thể có hồ sơ luôn và giấy tờ luôn thì tất cả cái thì ngày hôm nay anh chị cùng theo chân em Trung. Thì trước tiên em Trung sẽ nói là một cái mẫu xe giá cực rẻ cho cô chú anh chị, nó về kinh doanh dịch vụ, về đi gia đình cũng rất là ok, và đặc biệt xe không lỗi cô chú anh chị nhé. Nên là có sao thì em Trung cũng chia sẻ và quay luôn cho cô chú anh chị lướt sơ một vòng. Cô chú anh chị, em này thì 2016, mẫu mới, form mới rồi. Quý anh chị, nội thất thì rất đẹp. Thì xe này em Trung cũng vừa mới mua tại nhà dân. Thì anh chị nào có cần quan tâm, nếu chẳng hạn như là Sài Gòn hoặc là miền Tây đó quý anh chị nha, liên hệ. Thì em Trung đang ở Sài Gòn quý anh chị. Đây thì anh chị đang nhìn thấy từ những cái tem mạc này quý anh chị nha. Giá thật sự là siêu hấp dẫn cho cô chú anh chị đó, lướt sơ một vòng cũng theo chân Trung. Thì xe này bản thân của em nó thì chuẩn chỉ cô chú anh chị nha, gia đình đó cô anh chị. Thì gia chủ đi thì nó cũng hơi dơ một chút xíu thôi, chứ mọi vấn đề thì anh chị không cần phải suy nghĩ. Và giá thật sự ngày hôm nay là nó quá hấp dẫn cho cô chú anh chị. Nếu thật sự anh chị cần một cái mẫu xe về kinh doanh dịch vụ hoặc về đi gia đình, không cần suy nghĩ. Đây anh chị nhìn cái bộ cái phần gầm của em nó này. Tại vì khi một chủ từ đầu mua mới của chú anh chị nhá, thì cái xe này anh chị đang thấy phải nó là nó quá đẹp đi cô chú anh chị. Đây em Trung sẽ mở luôn cái phần máy cho cô chú anh chị, máy tất cả cái trắng bóc zin tuyệt đối của chú anh chị nhá, chưa ra cô chú anh chị. Đây thì ngày hôm nay thì nếu anh chị mà muốn thật sự muốn đam mê một cái mẫu xe ngày hôm nay thì phải nói là chưa bao giờ rẻ như ngày hôm nay cô chị. Anh chị nhìn thấy cái hầm máy được gia chủ đi rất kỹ cô chú anh chị nha. Đây từ những cái đầu giằng này, nó lướt sơ tỉ mỉ chi tiết cho cô chú anh chị. Đó, tất cả các anh chị nhìn cái máy của em nó thật sự là trắng bóc luôn cô chú anh chị nha. Và giá dành cho anh chị thật sự là rất yêu thương luôn, chỉ với 595 triệu cô chú anh chị nha.